These worlds intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay vừa tiếp tục với series mua hàng trên mạng. Thì hôm nay mình sẽ test thử tốc độ một cái ổ cứng mình mua được trên mạng. Đó là ổ cứng WD Element, ổ là 2.5 inch màu đen. Và trong cái shop này thì nó có rất là nhiều dung lượng, 500GB, 1T, 1.5T, 2T, 3T, 4T. Thì mình mua là loại 1.5T với giá là 1.499.000. Mình mua của cái này. Mình có để link ở phần mô tả của video, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo mua nhé. Ngoài ra thì cái link đó thì nó dẫn ra cái chỗ này thì nó có bán rất là nhiều cái shop nhỏ bán như đây. Đây nó có bán nữa nè. Những cái này thì nó có chênh lệch với nhau về giá nên các bạn click vào các bạn xem thử từng cái nha, cái nào giá hợp lý thì các bạn mua nha. Mình thì mình mua cái loại này của cái shop này, link mình cũng để bên dưới luôn, các bạn có thể click vào đó và xem tham khảo nha. Thì mình mua ở đây thì nó có bảo hành là cho mình là bảo hành 2 năm và 1 đôi 1, và tốc độ là USB 3.0 và nó có thể tương thích ngược với cái loại cũ này là USB 2.0. Tương thích tốt với hầu hết các Windows. Thế cái này thì cái thông số này các bạn tự đọc nha. Mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm thật thì nó ấy hay hơn. Còn những cái quảng cáo này các bạn có thể tự đọc nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử cái ổ cứng này và mình sẽ test thử tốc độ cho các bạn. Và đây là bộ sản phẩm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp, mà cái hộp mình dục ở đâu rồi mình quên mất. Một sợi cáp USB là đầu 3.0 nhé. Đây, cái vỏ của cái ổ cứng này thì mình mua riêng nhé. Chúng ta chỉ có sản phẩm là trong hộp chỉ có là một ổ cứng như thế này và một dây cáp thôi. Chung là ổ cứng cũng khá là nhỏ gọn để vừa lòng bàn tay, nó gọn nhưng mà nhìn cái kiểu thì mình không thấy đẹp lắm, khá là bình thường. Vậy nên mình sẽ, nếu các bạn muốn mua thêm cái vỏ này thì mình cũng có để link ở bên dưới nha. Các bạn mua cái vỏ nhưng mà bỏ vào nhìn nó sẽ đẹp hơn và tự nhiên nó chống và đập tốt hơn. Cái này đó nhìn rất là đẹp, bao da. Đây, bây giờ mình sẽ gắm thử và test thử cho các bạn xem nhé. Sau khi đã kết nối với máy tính thì chúng ta sẽ được cái ổ cứng là 1.5T. Đây thì ở đây ổ cứng này mình đã chép dữ liệu vào rồi, và mình sẽ test thử các bạn là tốc độ chép và đọc ghi của nó. Bằng cách là mình sẽ chép một cái tập tin vào thử. Mình sẽ chép thử một cái file. Mình đây mình sẽ có một cái file phim. Đó là khoảng 3GB. Đây. Mình sẽ chép thử nha. Copy. Ở đây ta sẽ chép thử vào đây đi, để thêm một lần test. Dán vào. Tốc độ đang lên cao nhất là 64 mb.
trên 1 giây. Nghĩ với chiếc ổ cứng như thế này thì tốc độ đọc như thế là quá ok. Khá ổn để các bạn có thể lưu trữ phim hoặc là tài liệu của bạn rất là thoải mái, và tốc độ này đáp ứng mình nghĩ là khá là đủ rồi. Thì sẽ chép ngược lại ổ cứng chúng ta xem tốc độ đọc nó như thế nào. Đây là 64 MB phải không? Chép vào thì tốc độ luôn ổn. À, nó không, nó bị hạ rồi. Đây. Cao nhất là gần một, cao nhất là 100 MB nha. Cái phần chép vô thì nó ảnh hưởng phần là cái phần cái ổ cứng ở trong của mình đó, nó không ổn định nên tốc độ chép nó mới như thế này. Rất là mất ổn định. Để mình thử một cái file khác nha. Xóa cái file này đi. Trong đây thì mình có tên là moving. Kiếm cái nào nhẹ nhẹ đó. Khoảng 2GB. Trên 100 MB. Không hiểu là cái file này nó bị cái gì vậy? Nên nó chạy chậm, cái file này chạy rất là nhanh. À, tới đây nó là bị chậm lại. Các bạn có thấy là tốc độ đọc của ghi nó rất là ổn. À, với cái tầm tiền như vậy mà cái ổ cứng mình mua 1.5T với giá 1.4 triệu như vậy, mình nghĩ là khá là hài lòng. Không có gì để phàn nàn về chất lượng sản phẩm hết. Hơn nữa các bạn có thể mua loại này, nhưng các bạn được bảo hành 2 năm. Trong 2 năm đó thì các bạn là một đổi một nếu có lỗi kỹ thuật từ chiếc ổ cứng của các bạn. Và nếu các bạn rơi vỡ hay là vô nước này nọ thì đương nhiên là các bạn sẽ không được bảo hành rồi. À, và video của mình đến đây là kết thúc nha. À, còn link mua hàng thì tất cả cái link mua hàng thì mình đã bỏ dưới phần mô tả cái video. Các bạn hãy click vào đó xem tham khảo và mua nha. Ở giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.